Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã đi qua khoảng 4 phiên bản iOS 18 Developer Beta rồi. Nhưng những cái phiên bản được cập nhật cho tới thời điểm hiện tại tổng cộng là 6 bản cập nhật cho iOS 18 Developer Beta. Và đi kèm vào đó thì chúng ta cũng đã có phiên bản iOS 18 Public Beta cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn có một cái câu hỏi, đó chính là đến khi nào thì người dùng mới có thể sử dụng được cái tính năng mà Apple họ đã dành rất là nhiều thời gian trong sự kiện WWDC 2024 để giới thiệu về nó, đó chính là Apple Intelligence. Hiện tại là iOS 18 Developer Beta 4 và chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái thông tin gì về Apple Intelligence cả. Và khi nào thì chúng ta sẽ được trải nghiệm thì hãy xem tiếp cái video này để chúng ta cùng bàn luận thử xem nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Khi mà mình cập nhật lên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta đầu tiên á, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn sơ sơ về việc là khi nào chúng ta sẽ có Apple Intelligence. Và thực ra thì Apple họ cũng sẽ không có nói bất kỳ một cái ngày cụ thể hay là một cái thời gian cụ thể nào cả. Họ luôn luôn thông báo theo cái kiểu là Apple Intelligence sẽ có mặt trong bản beta sắp tới vào mùa hè này, bắt đầu với tài liệu và diễn đàn hết. Và thực sự thì ở cái mục là mùa hè này của chúng ta, nó rất là khó để các bạn có thể định hình được là đến khi nào thì chính thức sẽ có một cái điều gì đó về Apple Intelligence. Thì thực sự ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 3 nhé, mình cũng đã có thấy một vài những cái tính năng mà nó muốn hướng đến Apple Intelligence. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì không còn những cái tính năng này nữa. Và một trong những cái tính năng mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trên cái phiên bản Developer Beta 3, ở những cái video trước mình cũng đã nói rồi, đó chính là về cái phần bàn phím, những cái biểu tượng ở trên bàn phím. Mình có giới thiệu cho các bạn như một cái tính năng mới. Tuy nhiên thì mình cũng có chia sẻ với các bạn á, là những cái icon này, những cái emoji này thực sự nó đã cực kỳ là quen thuộc với người dùng rồi. Và Apple họ chỉ thay đổi cái cách để mà chúng ta sử dụng những cái emoji này một cách nó hoàn hảo hơn, một cách nó xịn hơn và đơn giản hơn thôi. Và thực sự khi mà chúng ta cập nhật lên phiên bản iOS 18 Developer Beta 4, và ở thời điểm hiện tại nhé, là phiên bản iOS 18 Developer Beta 4.5 rồi các bạn ạ. Và Apple họ xóa hết, họ bỏ hết tất cả những cái tính năng mà mình cảm thấy rất là đặc biệt ở trên cái phiên bản Beta 3 luôn. Và gần như ở thời điểm hiện tại chúng ta không có bất kỳ một cái thông tin gì về Apple Intelligence trên những phiên bản iOS hay là những cái phiên bản iPadOS 18 nữa. Đó, cho nên ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đã trải qua 2 tháng với 4 cái phiên bản Developer Beta rồi, rõ ràng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một điều gì liên quan về Apple Intelligence cả. Và như mình đã chia sẻ với các bạn, cái gì dễ thì Apple họ sẽ làm trước. Về phần giao diện, về thay đổi giao diện, thay đổi hình nền, nó quá là dễ với Apple. Và hãng họ sẽ làm trước cái phần này để vào cuối năm nay thì có thể là phiên bản iOS 18.1 chúng ta sẽ lần đầu tiên chứng kiến những cái tính năng đầy đủ nhất về Apple Intelligence. Và tại sao nó lại là iOS 18.1? Các bạn nên nhớ, khi mà Apple họ ra mắt những cái chiếc iPhone 16 vào tháng 9 năm nay, thì khi mà bán ra vào cuối tháng 9 thì ngay lập tức nó sẽ được cài phiên bản iOS 18. Và như các bạn có thể thấy, rõ ràng trên những cái phiên bản iOS 18 chúng ta không có bất kỳ một cái tính năng gì về Apple Intelligence cả. Cho nên cái mốc mà gần nhất chúng ta có thể trải nghiệm được những cái tính năng này là iOS 18.1. Lúc đó là một cái khoảng thời gian vừa đủ để Apple họ có thể hoàn thiện được những cái tính năng ở trên Apple Intelligence. Và đi kèm vào đó thì những cái chiếc iPhone 16 thì nó cũng sẽ đầy đủ trong cái tệp để mà nó có thể sử dụng được full cái tính năng của Apple Intelligence, để mà họ có thể đem nó lên để giới thiệu trên cái sự kiện ra mắt của những cái chiếc iPhone chẳng hạn. Còn nếu như cập nhật ở thời điểm hiện tại nhé, ngay lập tức thì chỉ có những cái chiếc iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được sử dụng Apple Intelligence một cách là full tính năng thôi. Còn những cái sản phẩm khác từ iPhone 15 Plus hay là iPhone 15 trở xuống thì nó sẽ chỉ sử dụng được một vài tính năng thôi. Và đương nhiên với cái sự hỗ trợ ít ỏi như thời điểm hiện tại thì rõ ràng là kể cả có khi mà Apple họ làm được ở thời điểm hiện tại và hoàn thiện được
ở thời điểm hiện tại đi chăng nữa thì nó vẫn còn là quá bé. Cái dòng sản phẩm nó quá ít để mà Apple họ có thể hỗ trợ cũng như là marketing về nó. Cho nên iOS 18.1 là một cái thời điểm rất là đẹp và một thời điểm rất là tốt để mà chúng ta có thể sở hữu được những cái tính năng của Apple Intelligence. Và các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn có mong muốn là được sử dụng thử Apple Intelligence hay không? Hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!